Xin chào tất cả các bác nhá. Các bác thấy đằng sau em không? Trong nghe em đang mưa quá. Nghe đâu là cơn bão số 3, số 4 gì đó các bác ạ. Mưa mấy ngày hôm nay, mưa cả đêm luôn. Đó, mưa kìa. Nhà em phải phơi quần áo trong này được các bác này. Đó, thấy chưa? Nhưng mà thế này, mưa thì mặc trời mưa. Hôm nay là ngày chủ nhật, vợ chồng em lại vẫn đi phớn các bác ạ. Giờ này là 10 giờ trưa. Thì vợ chồng em kệ trời mưa, cùng với cô Tin nữa lại đi chơi. Thì em muốn quay lại cái video này để ghi lại những cái hình ảnh sống trong em, rồi ghi lại những cái hình ảnh sinh hoạt ở nơi em, nơi cao nguyên, nơi Tây Nguyên trong em nhá. Tin chào các bác đi con. Thì em cũng quay lại cái video này để mời các bác đi theo chân vợ chồng em đi chơi, xem trong em cái cảnh sinh hoạt trời mưa nó như thế nào nhá. Còn các bác ngày nghỉ mà trời mưa thế này làm gì nhỉ? Chắc cũng lai dai thôi chứ đúng không? Em cũng hết giờ làm việc rồi, bây giờ vợ chồng em sẽ đi. Và mời các bác đi hay theo cuộc hành trình của vợ chồng em nhá. Ủa, cái đường nó cũng khó đi các bác ạ. Mưa, vợ chồng em đang mặc cả hết áo mưa này này. Đến nhà chú rồi các bác. Thì nhà em cách nhà chú cũng tầm cây số thôi. Đây, em tới nhà cô chú rồi các bác này. Trời vẫn đang là rất là mưa. Thì sự tình là thế này. Thì đây là nhà của bà. Em xem như bà ngoại của bà ấy. Rồi chú, cô chú, công chú Minh. Thì hai chú cháu cùng chơi rất là thân với nhau. Thì hôm nay có con cả của chú ở dưới, đang công tác ở dưới Buôn Hồ về. Thì Buôn Hồ cách đây cũng 60 cây đấy. Về thì cũng gọi em xuống làm vài ly rượu buổi trời trưa buổi mưa. Thì em quay lại cho các bác xem nhá. Wow, hai con gà này đang tình teng với nhau à. Món gì đấy cô? Món khoai tây. Món khoai tây à? Có cà ngon nè. Cà đắng này phải không? Cà đắng này. Ừ. Ô, cà đắng này mà nấu thì đúng bài này. Nấu cá khô cũng được nhá. Dạ, nấu om cá khô ngon lắm ấy. Nhà cô chú rộng lắm các bạn ạ. Rộng lắm, đất đai thoải mái luôn. Đất Tây Nguyên mà. Vườn rau đẹp không? Nhà rộng rãi lắm, cây cảnh đằng trước thì nhiều. Trời mưa quá. Các bác chưa trời mưa thế này làm gì? Có lai dai như em không? Đấy, em quay xung quanh cho các bác xem nhá. Cô chú thì đang nấu ăn. Các bạn xem này. Các bạn xem anh tướng cướp nhà mình đây. Chân thì như như khúc củi đòi đi xe đạp. Tin, con đứng lên cho bố xem nào. Ui da, ui da. Tin đứng lên đi. Trời, bố giữ xe, Tin đứng lên nào. Đứng lên. Nha, Tin nhà em nó nghịch lắm các bác ạ. Dèo lên này, đó. Chú vẫn đang nấu ăn dưới này, vẫn chưa được. Em đang cho thằng cụ Tin chơi cái này. Nào, đứng lên nào. Đúng rồi. Đấy. Đây là trò biểu diễn xiếc. Biểu diễn xiếc của cô Tin. Wow, buồn cười quá các bạn ơi. Đứng lên coi đi nào, đứng lên nào. Con đứng lên lại một lần nữa nào. Con chào các bác đi, con chào các bác đi. Tin chào các bác đi, giơ tay lên. Biểu diễn xiếc. Đúng rồi, chào các bác. Rồi Tin biểu diễn xiếc nào, con đứng lên nào. Đứng lên. À vậy hả? Rồi nha, tạm biệt các bác đi con tạm biệt đi. Ồ, vậy à.
Trời trong em vẫn còn mưa các bác ạ. Nắng mặc dù là vẫn có một xí nắng lên rồi nhưng mà vẫn còn mưa lác đác lắm. Vậy như ngày hôm nay sẽ mưa hết cả ngày đây. Đã chuẩn bị xong. Dương cười lên em. Bé đây. Anh Hoàng cho gọi điện không thấy nhấc máy mà. Ôi dạ. Bé của em Tân đây cũng bằng tuổi em Cutin nhà em đấy. Nhà mình đây. Hơn nhau chỉ có 2-3 tiếng này. Đi vô đó, đừng đóng cửa đi vô nhà nào. Đi vô nhà để cho này. Mẹ. Rồi xem cắt đi. Ờ con gái cứ bám bố vậy hả? À? Con gái bám bố hả? Suốt ngày thế rồi anh ơi. Bám được bố là tốt rồi. Giống y hệt đấy Tân. Thế mà nhiều người cứ bảo là giống ai chứ không. Không giống em mà. Các bạn thấy chiều mưa mà cô chú chuẩn bị được nhiều đồ không? Đây em xin giới thiệu từng món một cho các bạn thèm nhá. Đây các bạn này, đây là món cá lóc hấp này. Ngày hôm qua mưa rất là to nên dân là đi bắt được và cô chú đã mua được con cá lóc hấp lên nhìn hấp dẫn không? Này là cá lóc đồng đây, trời mưa to nó mới ngóc lên đấy. Đây là canh xương hầm. Này món này cũng rất là tuyệt vời đây. Này là bê ghim đây. Ăn biết thính nó, bê ghim đặc thù của nó là phải đỏ đỏ nhá. Đây em cho bác xem này. Nó phải hơi đỏ xí, nó tái xí thôi, không chín hết đâu. Nhưng mà ăn ngon lắm. Ăn biết là thính, biết là cái nước của nó đây này. Ăn thêm kèm theo cái nước này. Và có món đặc biệt đây cô vừa mới làm xong đây này. Đây là món đặc biệt thứ nhất này. Là món cà đắng om thịt ba chỉ. Đó, còn món này này đây này các bạn nè. Đây là món gói xoài cá cơm nhá. Gói xoài cá cơm. Cá cơm thì đi mua, xoài thì có tặng ở nhà, xoài sạch. Còn tuyệt vời lắm. Cái này ăn cay cay the ngon lắm các bác ạ. Có rau sống này, chanh này, ớt này, một xí đường. Ngon lắm. Giới thiệu các bạn, đây là chú Minh. Đây là chú Minh, còn em Tân là con cá của chú. Em đang công tác ở dưới Buôn Hồ, hôm nay về chơi đây. Chú cũng làm mâm cơm buổi trưa trời mưa. Nhưng mà rất là hoành tráng không ạ? Trời mưa nhưng mà đi chợ rất là đầy đủ. Vậy các bạn ăn cơm cùng với gia đình em. Dạ. Điều gì mà màu màu đấy chú? Chú thuốc hả? Rồi chúc sức khỏe chú này. Chúc sức khỏe em nhá. Mời các bạn nhá. Chào mấy cô nhá. Rồi mời các bạn. Đi đây. À trời ơi. Rồi chúc mời cô chú nhá. Cháu tự ăn cái món cà cô nấu này. Cà om thịt ba chỉ nhá. Mình nãy giờ cứ dùng tôm lum vào kệ mẹ. Rất là ngon. Cái cà này là cà đắng đấy. Cà này cà đắng này. Nói chung là hiếm lắm đấy. Bây giờ đa số là mua quả cà to nó không đắng đâu. Đây này, cà đắng om tuyệt vời luôn. Nó có vị đắng đắng này, vị của gừng, hành, rất là thơm, ăn rất là ngon. Món thứ hai mình giới thiệu xem là món gói xoài nha, xem hương vị nó như thế nào nào. Gói xoài cá cơm. Đi nè, chưa ai? Từ mặt trực tiếp ạ. Mình nói thật, nếu như đi bày biến nha, hai cái dĩa này chắc cũng phải tầm 200 ngàn. Mình nói thật đấy. Ăn nó chua này. Này mà uống bia thì phải nói là bái cháy luôn. Này mà uống bia mà ngồi bày biến thì bái cháy luôn các bạn ạ. Uống rất là vô nha. Nó có vị chua chua này, vị ngọt của đường này. Cá cơm thì mình đã rang qua đi cho nó chín rồi này. Xong rồi là ngọt của đường này, rồi là hành, rồi là rau thơm, rất tất cả quyện vào ăn ngon lắm, thơm lắm. Đó. Còn bê thui thì các bạn chỗ nào cũng có rồi đúng không ạ? À? Bê game đây thì cũng nào cũng có rồi.
tin. Rồi, xin mời các bạn, các bác cùng ăn cơm với gia đình em. Con thịt con nó thúc nhanh cái này. Nhìn bé giỏi như là. Ôi con ăn vậy. Con ăn được cái này mất cái kia đâu. Con Dương. Múc thịt con ăn. Cái đĩa nhỏ. Thử xúc. Cái đĩa đây này. Cái bê ghim này là con với rau cải cải té ra. Cải té như này. Này nó còn cái nắp. Không. Cái lóc to. Đúng rồi, nhưng mà cái này uống chắc thịt lắm. Cái này uống với một tạt ngon lắm này. Một tạt này hả? Ờ, đó đúng rồi. Cái này có chấm một tạt thì tuyệt vời luôn. Vẫn nám mơ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Không khô à? Dạ. Cái nhớ. Cái mứt là nhẹ. Những bạn nào mà chưa biết ăn một tạt là từ từ cả ăn nhá. Nguy hiểm lắm đấy. Hôm nào mình sẽ làm một cái video về cách ăn một tạt cho. Ăn một tạt này, một tạt này xuất phát từ Nhật đây. Con chém ngoài kia con hả? Ăn lên nó sọc ghê lắm. Bỏ cái xương. Ăn quen rồi nó khác. Vì nó chắc thì nó đã. Đã tự nhiên. Đã lúc. Quen. Đã thật. Ủa tạm không chấn không? Không bùi mất không. Cái này mình đã cảm rồi. Giải cảm tuyệt vời rồi đúng không? Hay sọc trong lên sâu. Nhưng mà nhiều người không biết ăn đấy. Là sặc lên hút hết đầu. Cũng nhiều rồi chứ. Không, sợ luôn. Cái kinh nghiệm của ăn mù tạt đấy à, là không? Mình không bao giờ bằng thở bằng muối hết luôn. Đấy. Hít tập sâu bằng muối nhưng mà thở ra bằng miệng thì nó không bao giờ nó sập này. Người nó đen dài. Nhưng mà cứ thở thở đi bằng muối hết là xong rồi. Đấy. Lấy chén này bỏ xương. Mà em nói chuyện với vợ nên... Làm tóc vật quên hết. Làm đến mà mì cá để giới thiệu các bạn nào. Để nuôi cái này này kia mà. Ở chú cái lòng có đạt. Cái nấu à? Lòng đấy. Không, cái lòng mà con cá ấy. Ai mà vứt lòng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sao vứt lòng nữa? Chúng mình nha, chúng mình nấu ăn giỏi lắm. Thế cho mày hỏi vứt đi phí gì mày. Lấy cái mặt ra thôi, còn để... Đúng rồi. Chấm với mù tạt các bạn nhá. Cái bê viên này nếu như chúng ta không ăn được mù tạt đấy, chúng ta thì ăn cái nước tương rồi, nước tương rồi. Nhưng em cứ thích ăn mù tạt thôi. Ôi dồi ôi, con gái này cũng giỏi sống nghề đấy. Theo lớp rồi. Con để con quá. Dương, ấy cho cháu kìa. Cháu kìa, cái gì cũng nghỉ vậy. Anh lên này. Em ở tất cùng cho cũng tin đi học. Em với cháu thì đi học 2 tuổi em cho đi. Ừ. Đi học là em. Ăn giỏi đấy. À. Nhờ. Ừ. Em cháu ứng đi. Cháu nói nhiều quá. Em tính gì nhờ? Phiệt hả? À. Anh mà quay lên là em nổ. Của anh là nổi tiếng nhanh không? Ừ, anh mời em nhá. Không vào được, không vào được. À. Nó mở hủ tiếu của ông. Hủ tiếu ngon quá, nhưng nhạt hơi bị nhạt mỏi. Mới đổ. Chưa ra kịp. Chưa kịp ra, làm gì nó có kịp được. Chưa kịp bắp nữa. Hủ lúc nào vui đen mà. Rồi mình đang ngồi không đủ uống. Con trai. Nào. Hả? Con cá đi. Con làm gì lấy thịt. Con. Con đi hả? Tìm nhảy nó không được vừa lắm. Nó ăn vẫn tiếng đồng hồ với chồng bữa cơm. Mẹ nó. Nó tiếng quá ngắn. Con làm nó em. Ngồi phải điên tiếp luôn đấy. Nóng mặt rồi đấy. Nóng mặt rồi đấy. Vâng. Ngày xưa thì ai nóng mặt với mày? Mà giờ mày nóng mặt với nó. Cho nên là em không cho con bé ăn được đâu. Toàn mẹ đấy thôi.
mẹ nó ngồi một lúc loay hoay là một chén to luôn đó, chén cái cá đây luôn. Đấy, này chị cô ăn đi. Đây nó ngồi trong lớp nó thấy bọn kia nó giúp người học cũng học theo. Dạ, nó thấy là người lớn. Đó, để trong nó cũng cơm con ạ. Mông quay sang bên này một tí. Thôi, sáng thứ 26 tí nữa xong rồi tí học quá chậm. Thì đúc. Nhà đúc ra không lớn mà nhỉ. Thế cái này có giống không? Tin được, tin được cái kia trong bố. Tin được con cái. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn mà yêu thích cuộc sống cao nguyên thì các bạn nhớ đăng ký like và chia sẻ giúp em nhé. Thì em kính chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ cùng bên gia đình. Chào các bạn.